Ja. Mận tỏ van nhá, thoát thân 80 đến 1 mét. Mận này. Thì có mận không à? Mận đẹp thôi. Anh em ai có chơi thì alo. Đây, mận đây. Và một cốt hết. Mận tẩm van đấy, mận ngon nhất đấy. Lê. Trăm vành gốc hàng hiếm đấy nhá.